Xin chào các bạn. Hôm nay anh em mình sẽ đi ruộng chơi, sẵn tiện tìm bắt mấy con ốc về làm món ốc hấp ăn chơi nha các bạn. Thì bây giờ là khoảng 5 giờ chiều mà ở đây nó vẫn còn rất là nắng luôn các bạn. Mình bây giờ đang là mùa khô, rất là nóng. 5 giờ chiều rồi mà nắng vẫn còn rất là gắt, và mình đang đi hơi bị ngược sáng nữa, không biết là các bạn có thấy rõ hay không. Thì đây là cái khu ruộng của nhà mình nè các bạn. Thì mùa này thì người ta trồng lúa, mới có đợt trước thì ở đây mọi người người ta trồng sen. Lúa sắp tới giờ cắt rồi. Đây nha các bạn. Đây, hơi bị ngược rồi. Hơi bị ngược sáng rồi. Để mình qua cái góc bên kia mình quay ngược lại cho các bạn xem nha. Rồi ra tới cái ruộng này là bắt đầu có ốc rồi nè các bạn. Bởi vậy là ham hố. Bây giờ mình sẽ xuống chỗ dưới anh em mình bắt ốc về làm món ốc bu hấp. Mình sẽ làm hấp với nước dừa đi. Nhà có mấy trái dừa, tí về bẻ luôn, chắc ngày mai á, tại vì ốc bắt về còn phải ngâm nước vô gạo qua đêm nữa. Ây da, tới lượt mình. Cái dốc này nó rất là trợt. Đây tí có mấy con bự lắm nè. Nè, đó bự bỏ dép lội luôn, là có mấy con nhỏ kìa. Đây mình lượm mấy con nhỏ cho thấy rồi, thấy không, có mấy con nhỏ ở trong á, ở trong á, tiếp lượm đi để mình hồi mình bắt mấy con nhỏ cho. Đây nha, đây để mình, đợt trước lúc mà mình về Phú Yên chơi các bạn, thì mình với thằng của em cũng đi ruộng bắt ốc như vậy nè. Nhưng mà ngoài đó hồi đợt mình đi với nó ốc hút nhiều lắm, mang tiếng là bắt ốc bu nhưng mà thực ra là ốc hút không à. Đây là có mấy con, đây là mấy con ốc này nhỏ nhỏ à. Đây là 1, 2, 3, đây là các bạn. Bên này nó còn có mấy con nhỏ. Ấy dạ, bắt hết họ hàng nhà nó, con nào ăn cũng được mà. Nè đây, đó vừa mới ra chút xíu mà mấy con bự quá, chắc bỏ bớt đi, mấy con bự ăn không có ngon, nó coi như nó bự ham ham vậy chứ đâu ăn uống được bao nhiêu. Thấy cái ruộng này giờ này người ta cắt lúa hết rồi hay sao á, cắt rồi. Còn chỗ này ốc bu ở chỗ mình ở thì cứ ra lụm là được à, chút xíu là được cả nồi. Thì có thấy không, đó có mấy con nữa, nhiều lắm á. Ở đây có cá này, thế ơi, bữa sau ra đây có cá nè. Mình cũng sẽ xuống dưới tham gia với thằng em. Nhiều không? Đúng lắm không? Xa lầy, xa lầy. Gì xa lầy dưới em. Ruộng đây nó lúng lắm. Nó không có giống như ở ngoài kia. Tùy chỗ. Đây nè, ba bốn con nè tít. Đúng, ba mắt cá luôn á. Đó, ngay chỗ này ba bốn con luôn nè, thấy không? Bắt mấy con lửng lửng thôi. Ở giờ này lúa đã bắt đầu tới giờ gặt rồi nè các bạn. Đây, rất là đẹp luôn.
Nãy giờ mới lụm có chút xíu, quá trời quá đất rồi nè. Bên đây mặt trời nó phải lặn chờ một chút xíu nữa mới đẹp các bạn, vẫn còn rất là gắt. Mình quay ở đây là nó hơi bị ngược sáng rồi. Đi dọc cái bờ ruộng này xem coi, ở dưới này nè, quá trời luôn. Bây giờ bắt đầu có gió lên rồi. Đây nè, tiết nhiều lắm, con bự bự không à. Đây nè, con nó bự quá. Mấy con này chắc có nước về xong rồi luộc xong rồi lỡ ra xài xả ớt quá ha. Ô, kiến lửa, kiến lửa ở dưới mà cũng có kiến lửa nữa, coi chừng á. Rồi đi dọc dọc chơi, gặp con dọc ra trước chơi, từ từ đi. Bọn mình sẽ đi dọc dọc ra cái ở ngoài kia, cái món ốc bu này nè các bạn. Thì ngoài ốc bu hấp thì mình làm món ốc bu mà mấy con to to như lúc nãy ấy, mình với thằng em mình bắt á các bạn. Thì luộc lên xong rồi xào xả ớt lại ăn cũng rất là ngon. Bây giờ anh em mình sẽ đi dọc 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 ngoài ruộng này nữa coi có gì vui không. Mùa này người ta gặt hết rồi mà. Đây là các bạn, cái ruộng này gặt hết rồi nè, mà ở đây người ta thường cắt lúa bằng tay không à. Để mai mình sẽ ra sớm mình quay cảnh mọi người cắt lúa cho các bạn xem nha, hy vọng là còn. Ở đây mình không thấy người ta đưa máy vào cắt giống như một số vùng khác sử dụng sức người là chính. Đây là cái ruộng lúa nhà mình đây nè các bạn, nó chín nó ngã hết rồi, chắc đợt sau mình ra gặt được rồi đó. Đây lúa chín ngã màu vàng hết rồi đây. Còn bên này nữa, ở đây thường không có trồng lúa cố định các bạn, thường mùa này trồng lúa vậy á, nhưng mà có khi mùa sau á là trồng sen rồi. Đây người ta không chỉ riêng gì nhà mình mà hầu như là nguyên khu này vậy luôn á, người ta trồng luân phiên lúa sen, lúa sen. Rồi ở đây cũng có cá nữa nè. Cái con cá này giờ này còn có chút xíu nước à, như cá nằm trên hớt vậy. Ở lúc nãy là bọn mình đi dọc cái triền bờ bên này nè các bạn, đó trong đó đó lụm chắc cũng được gần ký ốc vua rồi đó. Bây giờ đi thả thả ra ngoài xa nữa, vừa chơi vừa bắt thêm tí ốc nữa rồi về. Lần nào về nhà chơi thì lần nào mà mình đi ruộng chơi các bạn thì cũng rủ theo thằng cu hai đứa đi vòng vòng chơi chơi vui. Bây giờ gió khá là to rồi, không biết các bạn có nghe mình nói rõ hay không nữa. Đây người ta trồng lúa mà người ta không có trồng cùng một lúc đấy ha, bên một bên chín rồi một bên còn chưa chín nữa. Như cái ruộng này vẫn còn xanh lè, còn bên này thì cắt hết rồi, cắt hết rồi mà sao người ta chưa tháo nước đi ta, để cho dịch hả. Ở chỗ này không có ốc rồi, chỉ có cái ruộng lúc nãy mình ra, cái ruộng đầu tiên là có nhiều thôi, ở chỗ đây ít, hầu như không có luôn. Ở đây thì có cá, ốc thì có cá. Rồi đi dọc dọc ra chơi ngoài kia coi. Ô, ngoài kia nhiều rôm lắm rồi tiếp.
khỏi cần chờ tới ruộng mình. Ruộng hàng xóm là ta có rơm để làm mà. Cá lóc nước trui rồi. Người ta cắt, người ta đã chụp ruộng rơm kìa. Chiều ra đây rất là sướng luôn. Quá mát. Nhất là mấy cái mùa nắng nóng như vậy nữa. Bữa nào tối mình đi xoay ớt thì tít. Không mà mùa này chưa có, chưa có. Mưa cả. Mặt trời bắt đầu khuất sau cái biển giờ nước rồi nè các bạn. Tí nữa nó lặn xuống dưới nữa, nó chớp chớp lên thì nó mới đẹp. Mình rất là thích đi ruộng vào chiều này, nhìn mặt trời lặn thoải mái. Cảnh mặt trời lặn ở đây cũng rất là đẹp. Rồi thì ở đây coi có ốc không. Hôm nay bọn mình chủ đích là đi bắt ốc chứ không có đi bắt cá rồi, cho nên không có đem cái gì heo hết, chỉ xác có cái bịch đi loại ruộng làm ốc thôi các bạn. Bên này cũng không có luôn. Bên này là ở bên này là chỉ có cá thôi. Rồi mình đi ra vòng đồng ra, mình ra vòng vòng đây xong rồi mình bọc về mình bắt mấy con ốc nữa rồi mình về nhà luôn tiếp. Đi trước đi. Các bạn lúc nãy anh em mình mới vừa nhảy xuống cái đám ruộng đầu tiên chút xíu mà xách được một bịch ốc rồi đó. Tí nữa đi về vớt lần nữa là xong. Đủ bữa chiều. Có mồi chiều tối nay nhậu chơi. Đây nè, ruộng đây người ta cũng có nuôi cá nè, thấy không? Đây là cái lúa người ta trồng ở giữa các bạn. Còn ở ngoài nè, ở ngoài có mấy cái đường nước á. Người ta sẽ tận dụng người ta nuôi cá luôn. Bên đây cũng vậy nè. Ở đây nhiều đám ruộng người ta nuôi vậy lắm. Ở bên kia, ở bên kia là mấy người ta gặt lúa, ta lên đây ta ở tít. Đó, mấy cái nhà tạm bên kia các bạn. Đây thì như mình nói lúc đầu á, thì gặt lúa tay không à, cắt lúa bằng tay không à, nhưng mà có máy suốt chứ không có cái dạng như gặt đập liên hợp như mấy chỗ kia, cho nên tới mùa lúa thì bà con qua đây ở tạm mấy bữa, cắt hết mùa lúa thì là ai về nhà đó. Rất là đẹp, mặt trời nó bắt đầu nó lặn xuống sau cái hàng dừa nước rồi nè các bạn. Nhưng mà mình quay về nó sẽ ngược sáng, nó thui cái phần ruộng lúa các bạn sẽ, cái phần ruộng lúa thì không thấy gì hết, nhưng mà thì cái cảnh mặt trời lặn ở đây các bạn thấy đẹp chưa. Chiều là mình rất là khoái đi ra ruộng chỗ này, vừa đi chơi vừa ngó mặt trời, vừa không mát đâu luôn, thoải mái lắm. Rồi đi vòng về đảo rồi, đi về mình lụm mấy con ốc rồi về nấu cơm thôi tí đâu. Trời ơi, 6 giờ rồi. Vừa gì? Vài bữa mình sẽ quay một cái video clip anh em mình đi ăn trộm vừa nước thì cá rồi tí. Cá nó vô trong đó xong rồi ra khu hoạch
ở đây ai làm bạc tiên ốc, quá trời giỏi ốc đây nè. Sao người ta lượm ốc ở đâu mà ốc nhỏ nhỏ không ha. Mình sao mình bắt toàn mấy con bự không ta. Bằng á hả? Bằng thì hồi đó chỉ có bẻ ăn không hoặc là nấu canh chua, chứ còn bằng ngâm thì chưa ăn bao giờ. Để bữa nào mình làm thử coi. Đây nè các bạn, đằng trước là cái cây bằng á, không biết giờ này có trái không, nhưng mà thường vô mấy bụi bằng này sợ ong lắm. Thường bằng là có ong à, bị mấy lần rồi. Ở đây bên này cũng có cá nè. Rồi đi bọn mình đang trên đường quay trở về nhà nè các bạn. Nãy giờ đi vòng cũng khá là bự rồi. Rồi bữa nào mình xách đồ nghề ra đây mình kiếm cá rồi tít. Có chứ. À, mấy cái này mình bắt con. Ủa có mình bắt chín kìa. Tưởng đâu mùa này chưa có chứ. Nãy bọn mình cứ tưởng là đi ra ngoài kia sẽ có ốc, nhưng mà mấy ruộng rồi đó chỉ có cá thôi, ít thấy ốc lắm. Giờ dọc đằng kia kìa, đụng sơn cái nữa rồi. Như cái ruộng này nè các bạn thấy nè, ở đây lúa lúc đầu người ta gặt hết rồi đó các bạn. Thì còn cái rãnh nước này là lùa cá xuống đây nè, để chuẩn bị bắt nè. Cá đồ ở trên cái khu trên nó dồn xuống hết cái rãnh rồi nè. Còn thấy đường không tít? Tranh thủ lụm thêm chút nữa. Được, mấy con đừng có bự quá tít. Mấy con mà nhỏ nhỏ thôi. Bự quá nhìn nó ghê ghê. Đằng trước kìa. Bên đây nè. Bên đây nhiều lắm. Cái khúc trên đầu hết rồi. Khúc trên đầu nãy mình bắt hết rồi. Ở dưới này cá nó nhảy tung tăng nhìn mê lắm các bạn. Nè dưới này nè tít. Rồi mình sẽ tắt camera nha các bạn. Để xuống mình bắt bộ nghe mình cho nó xong đi. Rồi ngày mai bọn mình sẽ làm cái món ốc bu, dự kiến là sẽ làm ốc bu hấp á, nhưng mà để coi còn tùy tình hình, có khi mình lại làm ốc bu xào ớt. Giờ đi bắt ốc cái đã.